Chào mọi người đến với kênh của Huê nhé. Trong lần tham gia hội chợ triển lãm này thì mình có vô tình gặp cái khu vực có trưng bày cái máy sấy bát với hai kích thước là 90 và 1m2. Như cái mình đang cho mọi người thấy đây là cái máy sấy bát 1m2, nó nâng lên và hạ xuống bằng điện nha mọi người. Thì chúng ta thường để chén đĩa ở trong những cái kệ cố định hoặc là kệ di động, nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ thấy cái kệ này bằng điện. Nhưng mà đặc biệt đối với cái kệ 1m2 này á, thì nó có thêm một cái tính năng. Ngoài cái tính năng sấy khô tự động thì nó còn tính năng đó là khử khuẩn bằng tia cực tím. Thì mọi người có thấy cái hộc nhỏ này không ạ? Có một cánh cửa nhựa không ạ? Thì ở khu vực hộc này, những cái hình tam giác á, là nơi để chúng ta vắt những cái khăn bẩn vào hoặc là những cái thớt chúng ta đưa vào, thì nó sẽ khử khuẩn bằng tia cực tím. Đây là một tính năng rất là cao cấp mà ở những dòng máy sấy bát của Nhật thì nó mới có những cái tính năng này. Thì đối với cái kệ 90 thì nó sẽ không có tính năng mà khử khuẩn bằng tia cực tím. Nó chỉ có tính năng là sấy khô tự động 30, 60 và 90 phút thôi nhé. Cái kệ 1m2 thì nó sẽ có tính năng này. Nó nâng lên hạ xuống bằng điện áp là 110. Nhưng mà hiện nay thì về Việt Nam thì người ta lắp thêm một cái cục chuyển đổi nguồn nữa rồi, là chúng ta sử dụng được điện 220. Nhưng mà lưu ý, toàn thân của nó, toàn thân vỏ nó đều là inox hết, nên là sẽ dùng một cái gia tiếp địa đối với những thiết bị điện này cho an toàn nhé mọi người. Rồi, cái kệ chén này thì nó là kích thước 90 đây, thì chúng ta sẽ thấy nó gọn hơn và phổ thông hơn, và chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng cái kệ 90 này. Bên trong thì nó có một cái ô nhỏ đựng đũa nè, tầng dưới thì gồm dĩa và chén, tầng trên thì là tô và chén, có những cái phần để chúng ta đỡ những cái thớt nhỏ nhỏ đưa qua nữa kìa. Bên dưới thì nó có tính năng để bật đèn nữa. Những cái kệ chén mà nâng hạ điện này thì mình rất là ưng luôn. Nhưng mà có một điều đáng ngại, đó chính là về giá thành của nó thôi. Còn ra ngoài ra thì nếu như có điều kiện thì chúng ta nên sắm những thứ như này. Đây là mình quay lại và chia sẻ cho mọi người thôi nhé. Nếu có nhu cầu gì thêm, tham khảo thêm thì có thể liên hệ với mình. Còn đây là một cái mà mình thường hay bán, hay cung cấp cho rất là nhiều khách hàng của mình. Nó bằng cơ thôi nha mọi người, chúng ta bóp và nâng lên hạ xuống bằng thủ công thôi nhé. Nó cũng đi theo phương thẳng đứng, rất là thuận tiện luôn. Mình thì rất là thích cái giải pháp này. Đây là một cái kệ chén kích thước là 90, nâng hạ bằng cơ nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.